Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau lại trong cái chương trình mở hộp bài. Vâng, và hôm nay thì tôi sẽ gọi là tiếp nối cái thử thách gọi là mở hộp bài Megatin 2018. Vâng, nếu như các bạn đã từng biết thì Megatin là cái sản phẩm, gọi là cái chuỗi sản phẩm khá là hot, bởi vì nó sẽ in lại tất cả những cái hàng hot của trong năm 2018 vừa rồi, trong cái mùa vừa rồi. Vâng, và hiện tại thì bây giờ thì trên tay tôi thì đang làm hộp Megatin 2018 phiên bản Yuki Zudai. Vâng, phiên bản Hero. Vâng, với vẫn là thiết kế với những hộp sắt. Vâng, rất là được nối tiếp từ dòng Collector Tin. Thì năm nay thì được cái thiết kế cái vỏ hộp của Megatin năm 2018 này rất là đẹp, với màu đỏ với hình của Yuki Zudai và những sóc bắc mới cho đánh cách Hero. Vâng, thì tôi sẽ xin phép mở hộp này luôn. Đó, đầu tiên là sạch cái vàng lớp ăn siêu này ra. Vâng, bên trong là gì? Vâng, sản phẩm rất là to. Vâng, không khí từ EU rất thơm ngát ra ngoài. Và đây là hộp nó chỉ có gần này thôi, 3 pack Megatin, nhưng 3 pack này cực kỳ giá trị. Cực kỳ giá trị luôn. Đầu tiên là các bạn có thể nhìn thấy cái promo deck, cái promo card của Megatin năm nay, đó chính là Elemental Hero Nebula Neo. Vâng, trông rất là đẹp. Để tôi xin sang xem các bạn xem cái promo card của năm nay gồm những gì. Đầu tiên là có Elemental Hero Nebula Neo. Tiếp theo là đến Elemental Hero Soldier. Vâng, đây là những support cực kỳ mạnh mẽ cho deck Elemental Hero. Vâng, và cùng với việc Stratos năm nay đã được thả ra thì cái việc support cho Elemental Hero là cực kỳ mạnh mẽ. Vâng, deck Elemental Hero hoàn toàn có thể quay trở lại. Vâng, chúng ta hoàn toàn có thể chơi lại với những người hùng. Vâng, Keeper of the Dragon Magic, một quái thú Dragon trong level 4. Vâng, hệ Dark. Vâng, và một loại Fusion hệ Wim. Mood Dragon of the Swarm. Vâng, dòng bùn lầy. Vâng, và Arcana Extra Joker. Vâng, nếu như các bạn nào đã không hề lạ lẫm với Arcana Joker của UV thì đây là phiên bản nâng cấp. Một phiên bản nâng cấp Fusion từ Link Monster từ cái này, được từ 3 Warrior, được ra từ 3 Warrior different name. Vâng, những deck Warrior thì rất là có thể muốn ra được con bài này. Vâng, chủ bài Arcana Joker, Extra Joker. Vâng, và tiếp theo thì là tôi sẽ xin phép được vâng, đây là ba cái sản phẩm gói pack 2018 Megatin. Trong này thì gồm có 16 card. Thì có một Rare, một Super, một Ultra và một Secret xua kèo. Và còn lại là 12 card common. Vâng. Đó, các bạn thấy này. Vâng, đây là card common này. Gravity Lash, True Smile, Malison Right Hand. Vâng, Pericnite, FA Sonic Meter. Vâng, FA Ambit Exter. Đây là một con này đầu tiên, đó là Imdark the Gwon Chalice. Chalice Dragon, một cái thú linh. Tiếp theo sẽ là một cái thú super. Vâng, Antergy Protocol. Và tiếp theo đây nữa sẽ là một cái thú Ultra. Spell rồi, Broken Line. Mùa Broken Line rồi. Và bây giờ con đấy Secret này. Các bạn thấy đây là một con Link Monster rồi. Một cái thú Link Monster. Tôi xin phép bỏ cái con của con ra ngoài. Một cái thú Link Monster. Liệu đây sẽ là gì? Firewood, Borelot hay là vâng, Skullred. Vâng, Sarakuya Skullred. Vâng, một quái thú linh tôi có thể nói là level với effect cực kỳ mạnh. Vâng, tôi rất là may mắn khi đã mở ra được quái thú này. Vâng, đó chính là được nói thú linh 4, được ra từ 2 cộng monster. Nếu mà nó ra bằng 2 monster, 3 monster, 4 monster thì mỗi cái đều có một effect. Vâng, cực kỳ mạnh luôn. Vâng, Sarakuya Skullred. Vâng, không còn điểm gì chê quái thú level này cả. Vừa có effect special từ trên tay, thậm chí là effect draw 4, sau đó đặt lại 3 càng. Vâng, tránh net draw. Một cái thú của tôi thì nói là staple không thể nào thiếu trong những cái deck Link spam, thậm chí là không chơi Link spam thì cũng hoàn toàn có thể ra được con này. Nhưng lại common khác thì có vẻ như là không có gì. Rất là Eop, Remove, Rebirth này, rồi Duck Dummy. Vâng, cũng không có gì quá quan trọng so với Skullred rồi. Vâng, quá là may mắn. Vâng, Skullred. Tôi xin phép để riêng một file đầu tiên. Tiếp tục thử thách đến tiếp pack thứ hai. Vâng, như vậy là Skullred này hoàn toàn có thể gọi là ngang kèo gánh hộp này rồi. Vâng, rất là value. Vâng, Malison Left Hand. Vâng, pack này mà tiếp tục ra thêm cả Borelot nữa thì đúng là Asian Gear Golem ở phiên bản Ultimate Power.
Vâng, Mike này Red Moon, Red Man, Red Moon. Super. Vâng, Chista Licorice. Và đây còn đây là vâng, Ucha là Sun Van Sun Van Driver. Vâng, một lá bài của Cyber không vẻ là mạnh mẽ lắm. Và đây là Secret rồi. Secret là một monster. Công 2000 của 2005 là Mike này rồi. Là Midnight, Midnight Blue Sky. Vâng, hoàn toàn là chính xác. Vâng, Midnight, Midnight Blue Sky. Vâng, là bài Midnight. Bộ bài Midnight này rất là phổ biến. Thì Midnight này, tôi làm cái set Midnight rất là đáng giá. Vâng, một cặp Midnight. Tiếp theo là Midnight Orange tiếp. Và một số những bài common card như World Legacy Bow, Link's Restart, Die Dance, Lookout, Gatna. Vâng, rất nhiều những bài common và không quan trọng nữa. Quan trọng là có Midnight Monster. Vâng, một dòng quái thú Midnight đang tựa như là deck meta đang nổi lên. Và bây giờ là cái pack cuối cùng. Vâng, rất là giá trị. Tôi xin phép được mở luôn. Mở luôn các bạn. Vâng, các bạn đã nóng lòng rồi. Trang Scoot Red tôi thấy rất là mãn nguyện rồi. Vâng, Gouki Hit Bat. Vâng, Gouki là một trong deck vẫn rất là mạnh. Onikuzi. Vâng, Infinity Artifact Vizra. Vâng, Ghost Beat. Vâng, con bò ma trong trông rất là funny. Vâng, Defense Zone. Vâng, tại sao có Defense Zone? Vâng, con bài biết bao nhiêu ám ảnh. Twilight Easer. Super là gì? Là Midnight. Vâng, là X-Night Eclipse rồi. Ucha là gì? Là Gun Legacy. Vâng, hôm nay bây giờ là ra thêm một comic này, đó là tuyệt vời này. Không phải rồi, là Spell. Là Spell Secret là cái gì đây? Hey Junet. Vâng, thưa các bạn, là Hey Junet. Vâng, là bài này cực kỳ mạnh. Như vậy là tôi đã có lay là bài Hey Junet Return All Spell Chat Card, một phiên bản khác của Junet Ryan Junet, thì bây giờ là Hey Junet Return toàn bộ set Spell Chat Card trên sân. Nếu mà dành cho những deck nào OTK thì cực kỳ là số rách luôn. Không có gì chê trách về cái deck OTK cả. Hey Junet. Vâng, như vậy là tôi đã mở xong cái hộp bài Mega Team 2018. Vâng, với 3 con Secret tôi có thể nói là rất là vui vẻ, vui mừng khi mà được ra băng ra con Secret này. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip mở hộp bài UQZU đây. Vâng, và tiếp theo đây là tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái video clip mở hộp bài cũng là Mega Team 2018 nhưng mà phiên bản YouSell. Vâng, phiên bản dành cho những các bạn hâm mộ FireDS. Vâng, các bạn hãy cùng theo dõi và subscribe để cho những cái video tiếp theo. Vâng, xin chào tạm biệt các bạn.